Nghệ sĩ Duy Phương nói gì về thông tin tán gia bại sản vì cá độ bóng đá? Thời gian vừa qua tôi không theo dõi trận bóng đá nào, phần vì không còn tâm trí đâu mà xem, phần vì nhiều chuyện buồn quá khứ khiến tôi chẳng thiết tha gì nữa, Duy Phương nói. Tôi chơi 10 trận mà thua cả 10 thì không còn hứng thú gì nữa hết. Cuộc sống của nghệ sĩ Duy Phương có nhiều biến động không khi vụ kiện chương trình Doãn Hào Quang kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết? Cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều kể từ khi chương trình Doãn Hào Quang phát sóng, những thông tin không chính xác về tôi. Công việc kinh doanh của tôi gặp rất nhiều khó khăn trở ngại. Trước đây, doanh thu mỗi tháng của quán đạt gần 300 triệu, nhưng nay mỗi tháng tôi lỗ hơn 30 triệu. Không hiểu vì sao lượng khách đến quán ngày càng vắng. Trước tình thế này, tôi buộc phải lấy chỗ nọ đắp chỗ kia. May mắn là tôi còn được nhiều anh chị em thương tình mời đi biểu diễn ở tỉnh, đám cưới, sinh nhật, tiệc tùng. Và nhờ thế mà có thêm nguồn thu để bù vào khoản thâm hụt. Vì việc này mà tôi cũng không còn tâm trí nào mà theo dõi bóng đá, dù trước đây tôi rất mê World Cup. Bà xã tôi cũng cuồng nhưng không nói gì, sự việc lỡ xảy ra rồi, giờ có nói cũng đâu thay đổi được gì nữa. Anh có cảm thấy thế nào khi bản thân những người trong cuộc như Trấn Thành, Lê Giang vắng mặt trong buổi hòa giải gần đây của tòa án quận nhất? Tôi cũng chỉ biết là tòa án có mời hai người lên làm việc nhưng cả hai đều vắng mặt nên không nghĩ gì cả. Mới đây tôi có nghe thêm rằng Trấn Thành đã làm đơn xin phép được vắng mặt trong suốt quá trình xét xử vụ kiện, nghĩa là tòa cứ thế mà xử theo quy định của pháp luật. Tôi nghĩ tòa án sẽ xử lý công bằng sự việc này. Điều quan trọng là tôi muốn đơn vị sản xuất và đài truyền hình chân thành nhìn nhận lại những sai sót của mình và có những lời xin lỗi công khai để trả lại danh dự cho tôi. Là một người rất mê bóng đá, nhưng trong những ngày có các trận cầu nảy lửa World Cup 2018, anh lại không theo dõi trận nào. Phải chăng một phần anh sợ cái cảm giác đau buồn trong quá khứ hiện về? Thời gian vừa qua tôi không theo dõi trận bóng đá nào, phần vì không còn tâm trí đâu mà xem, phần vì nhiều chuyện buồn quá khứ khiến tôi chẳng thiết tha gì nữa. Nhiều khi mọi người xem tôi cũng dòm quá tí thôi, chứ chẳng thiết tha gì. Trước đây tôi mê bóng đá lắm, tên cầu thủ đội nào tôi cũng thuộc lâu lâu, nhưng nhiều năm không xem nên cũng quên hết. Vậy chuyện trước đây anh từng tán gia bại sản vì ham mê cá độ bóng đá thực hư thế nào? Cái đó đúng là cũng có, nhưng không phải tới mức tán gia bại sản. Trước đây anh em xem bóng đá với nhau, hứng lên cá độ cho vui thôi, chứ không phải gán nhà cửa đất đai xe cộ để cá độ như nhiều người trong giới. Mà nói thật, cái số tôi không bao giờ ăn được đồng nào từ cá độ. Vì thấy số mình không may mắn, nên tôi cũng dừng lại ngay chứ không ham hố tới mức theo đuổi đến nợ nần tán gia bại sản. Anh nói sao về thông tin từng có 4 căn nhà thành phố Hồ Chí Minh và nhiều xe hơi, nhưng đến bây giờ lại không còn gì. Chơi cá độ tôi chỉ thua khoảng trên dưới 100 triệu, thấy mình không thắng được, tôi dừng lại chứ không bạc mạng như một vài nghệ sĩ hài đàn em mà tôi biết. Tôi cũng không hiểu sao người ta có thể chơi bạc mạng được như vậy, mỗi lần cá cược tới hàng mấy chục triệu cho đến tiền tỷ, thật khủng khiếp hết sức. Tôi chơi 10 trận mà thua cả 10 thì không còn hứng thú gì nữa, còn chuyện nhà cửa và xe hơi bây giờ không còn là vì sau những lần ly dị, tôi đều bán đi để chia tài sản cho vợ con và nhiều lý do khác nữa. Các thông tin trên mạng có nhiều thông tin thất thiệt lắm, nhưng tôi cũng chán chẳng muốn đính chính làm gì. Ai sống với mình sẽ hiểu mình, chứ những người không quen biết có giải thích với họ cũng vậy thôi. Từ trước tới nay trong các đội bóng anh thích đội bóng nào nhất? Từ trước tới nay tôi vẫn thích Real Madrid vì lối đá của Ronaldo rất tài năng và kỹ thuật. Không có ai có được lối đá như Ronaldo hết, chờ sinh ra anh chàng này chỉ để đá banh thôi. Cầu thủ này đang chạy mà dựng lại chạm vào trái banh cũng thấy tuyệt vời chứ đừng nói đá. Cho nên tôi nói tài năng của Ronaldo là cả thế giới chỉ có một. Tôi phó mặc mọi thứ cho cuộc đời chứ không tính toán gì nữa. Thời kỳ đỉnh cao nhất của anh, các C mỗi xuất diễn anh nhận được bao nhiêu? Thời kỳ đó, mỗi chỉ vàng chỉ có giá 500.000 đồng, nhưng mỗi xuất hát của tôi có giá tới 3 triệu. Làm được đồng nào tôi đưa về cho vợ, thì vợ lại mua vàng hoặc mua đất đai. Sau này tôi mê món xe hơi, mua xe cũ với giá thấp, sau đó tân trang, lại rồi bán với giá cao hơn. Thời đó tôi nổi tiếng hái la tiền là nhờ biết diễn, biết hát và biết làm ăn. Nhờ thế mà tôi giàu có và khấm khá hơn giới nghệ sĩ thời đó nhiều. Bây giờ nếu có cơ hội anh có muốn quay trở lại với việc kinh doanh xe cũ đó không? Bây giờ tôi không thể quay lại được nữa bởi mô hình kinh doanh bây giờ đã cũ. Bây giờ xe nhập khẩu đầy ra, nếu có tiền người ta mua xe mới, chứ tội gì người ta mua xe sửa lại. Nếu công việc kinh doanh quán nhậu vẫn tiếp tục thua lỗ, anh có định sẽ chuyển hướng kinh doanh? Cuộc đời tôi bây giờ như một chiếc thuyền trôi lững lờ trên sông. Tôi phó mặc mọi thứ cho cuộc đời, chứ không muốn tính toán gì nữa. Mọi thứ tôi dốc hết vào quán nhậu, mà đôi khi tính toán cũng chẳng biết như thế nào, bởi làm ăn bây giờ khó hơn xưa rất nhiều. Bây giờ kiếm được đồng tiền vất vả và khó nhọc. Cái khó của tôi là đơn thương độc mã, trong kinh doanh chứ không phải như người ta có tới 5 người bạn hùng vốn.
vì một người nên muốn làm gì cũng khó, mà hùng vốn với người ta tôi không dám. Thời điểm gần đây các lời mời anh đều diễn có khá hơn so với trước đây. Tôi được cái là vẫn còn duyên với nghề nên thỉnh thoảng vẫn được mời đi diễn các chương trình đám cưới, đám hội, đám tiệc, đám giỗ, người ta vẫn mời tôi đến hát. Tuy nhiên cách xê bây giờ không được như ngày xưa, có những show vì tình cảm mà tôi không đòi cách xê trước, nhưng khi đến diễn xong người ta trả cho mình nhiều hơn số tiền mình mong muốn. Ví dụ tôi hát xung quanh thành phố này với mức cách xê 5 triệu mà có nhiều đám cưới, người ta trả cho tôi 8 triệu thậm chí 10 triệu. Họ trả vậy là vì họ quý và thương mình, chứ không phải mình đòi hỏi giá này nọ. Bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, không phải như thập niên 80 khi tên tuổi đang hot để mà hét giá, nhưng đúng là nhờ có cái đó mà mình có khoản để bù vào thua lỗ của quán. Á khôi doanh nhân Phạm Hoàng Yến miệt thị giới tính Hoa hậu Hương Giang. Vụ việc Hoa hậu Hương Giang bị bỏ rơi trong show của nhà thiết kế Hà Duy vẫn đang tranh cãi ồn ào, thì Á khôi doanh nhân Phạm Hoàng Yến bất ngờ chỉ trích cô bằng lời lẽ nặng nề. Giữa lúc Hương Giang đang vướng phải ồn ào bị nhà thiết kế Hà Duy tố làm việc thiếu chuyên nghiệp, chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao, Á khôi doanh nhân Phạm Hoàng Yến bất ngờ có những chia sẻ miệt thị Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 khá gay gắt. Mới đây trên trang cá nhân, Á khôi doanh nhân Phạm Hoàng Yến xuất hiện một status miệt thị giới tính của đương kim Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Hoàng Yến viết: Hoa hậu chuyển giới quốc tế định diễn thời trang ở vị trí vedette cùng Hoa hậu gái xịn Phạm Hương, bị ban tổ chức để ngồi ngủ gục trong hậu trường cố tình bỏ quên, không thèm nói tới mặt cho đến hết giờ diễn. Trong khi Phạm Hương diễn một mình, Yến ủng hộ ban tổ chức và Hoa hậu Phạm Hương, cho anh ấy biết mình là ai, tỉnh mơ. Phạm Hương là Hoa hậu Hoàng Vũ gái xịn, làm sao cùng đẳng cấp với Hoa hậu BD mà anh ấy đòi diễn chung ở vị trí ngang hàng. Á khôi doanh nhân Phạm Hoàng Yến bình luận khiếm nhã về sự việc Hương Giang trong show của nhà thiết kế Hà Duy tối 30 tháng 6. Cô còn có những câu chữ khác thể hiện sự thiếu tôn trọng giới tính của Hương Giang mà không liên quan tới vụ việc của nhà thiết kế Hà Duy như: Nhiều khi Yến thắc mắc không biết Hương Giang qua thái phẫu thuật cắt bỏ, thời gian sau có mọc trở lại không? Không lẽ lúc đó không còn gọi là Hoa hậu nữa, phải gọi là Nam Vương sao ta? Mệt à ngang, mấy ngày nay tự nhiên Yến thích đập bong bóng, thù ghét phim 3D, chắc do Yến là con gái xịn nên tính động đảnh lúc nắng lúc mưa đó mà. Không chỉ vậy, trước đó Hoàng Yến còn chia sẻ gây phẫn nộ khi dùng những từ ngữ để nói về việc dù Hương Giang đã chuyển giới rồi nhưng lỡ sau này trở thành đàn ông thì nên gọi Hoa hậu hay Nam Vương. Ngay lập tức các fan của Hương Giang đã đổ bộ vào trang cá nhân của Á khôi Phạm Hoàng Yến để bày tỏ sự phẫn nộ bằng những bình luận kém văn minh để bảo vệ thần tượng của mình. Những vậy, cư dân mạng cũng phản ứng gay gắt trước những dòng status của Á khôi. Bạn Huyền Minh nói, không biết cô này là ai, nhưng đây có phải là hành động hám phem không? Hay đây là vì ghen ăn tức ở, ghen vì Hương Giang đẹp lồng lộn, đoạt giải Hoa hậu tầm cỡ quốc tế, còn mình chỉ là Á hậu ao làng à, ghen vì không được mời kết show thời trang, ghen vì không đẹp bằng. Cả thế giới ai cũng công nhận Hương Giang tài giỏi và xinh đẹp biết bao, trong khi ở Việt Nam đồng nghiệp thì cứ dìm nhau xuống bằng đủ trò bẩn thỉu. Đây là một trong những status kinh tởm nhất mà tôi từng được đọc trong showbiz. Không biết cô này nghĩ gì mà phát ngôn như thế. Chỉ có thể nói một câu là không xứng đáng với danh khôi Á hậu doanh nhân mà cô đạt được. Nickname Lý Liên bày tỏ. Trương Trương cũng bày tỏ, tôi là người ngoài cuộc chẳng biết là chuyện như thế nào, nhưng việc xỉ nhụng lăng mạ, nhân phẩm của một con người là vô đạo đức, thiếu văn minh. Phạm Hoàng Yến còn tự tin khoe về các thành tích của mình khi nhận về phản hồi không mấy tích cực của cư dân mạng. Yến tự lập từ nhỏ, 10 tuổi Yến đã nổi tiếng là Hoa hậu, năm 2000 của cả vùng đất cay lậy Tiền Giang và đại diện cho Tiền Giang thi Hoa hậu Việt Nam, là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Yến là người đẹp nhất, nổi tiếng nhất của một thành phố, đẳng cấp của Hoa hậu Việt Nam nên mới được đại diện đi thi Hoa hậu Việt Nam. Sau việc chu cấp cho con sau ly hôn, kẻ tiền tỷ, người không một xu. Chồng Hồng Nhung chu cấp khoản tiền lớn cho con sau ly hôn. Được biết Hồng Nhung và chồng đã chính thức kết thúc cuộc hôn nhân vào cuối năm 2017. Theo nguồn tin độc quyền của báo, sau khi ly hôn, mỗi tháng Kevin, chồng cũ của Hồng Nhung, phải chu cấp 105 triệu đồng cho hai con. Số tiền này bao gồm tiền phí bảo hiểm và thuê người giúp việc. Trước đó, mức chu cấp cho các con sau cuộc ly hôn của Sao Việt cũng từng khiến nhiều người xôn xao. Bằng Kiều chu cấp cho con khoản tiền khổng lồ. Cụ thể năm 2015, khi Bằng Kiều bị dư luận chỉ trích vì nghi ngờ rũ bỏ trách nhiệm với ba con trai sau khi ly hôn,
Dũng Tyler, chồng ca sĩ Thu Phương từng tiết lộ rằng Bằng Kiều chu cấp cho vợ và ba, con trai số tiền 100.000 đô khoảng hơn 2 tỷ tiền Việt mỗi năm. Sau cuộc chia tay với người vợ đầu Ý An, Lam Trường từng bị chỉ trích là vô trách nhiệm với con. Quá bức xúc, Lam Trường đã lên tiếng chia sẻ rằng trong 3 năm đầu tiên, anh đã hoàn thành nghĩa vụ chu cấp chi phí nuôi dưỡng con trai và vợ cũ. Tuy không tiết lộ con số chính xác, song mọi người đều biết rằng số tiền này theo quy định của pháp luật Mỹ là không hề nhỏ. Mới đây, Thái Hòa cũng chia sẻ rằng sau khi anh và Cát Phượng ly hôn, nam diễn viên vẫn chủ động gửi tiền chu cấp cho bé Bơm qua vợ cũ. Tuy nhiên, Thái Hòa thẳng thắn chia sẻ trên báo rằng việc chu cấp cũng không được đều đặn cho lắm. Diễn viên Lê Phương từng chia sẻ trên báo chí về cuộc chia tay giữa cô và người chồng là nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Trong những tâm sự về chồng cũ, Lê Phương đặc biệt nhắc đến trách nhiệm làm cha của Quách Ngọc Ngoan. Theo lời nữ diễn viên Cá Rô Anh Yêu Em, gốc Ngọc Ngoan không hề thăm hỏi cũng như chu cấp nuôi con trai bé Cà Pháo kể từ sau khi chia tay. Năm 2012, Ngô Kiến Huy vướng vào scandal con rơi ầm ĩ với Thủy Anh, em gái ca sĩ Thanh Thảo, khi cô hạ sinh cậu con trai Zaki Minh Trí. Nam ca sĩ thừa nhận giọt máu của mình, nhưng cho biết anh không hề có tình cảm với Thủy Anh khiến cô nhập viện vì sốc. Thủy Anh cho biết Ngô Kiến Huy chưa từng thăm hỏi con. Trong cuộc phỏng vấn với báo vào tháng 2 2014, Thủy Anh tiết lộ, từ lúc tôi sinh bé Zaki đến bây giờ, Huy chưa từng nhắn một tin nào hỏi thăm con trai, chứ đừng nói gì đến gặp mặt hay chu cấp.